Chào các bạn. Thì hôm nay là cuối tuần, mà hôm nay là mới tháng giêng à, chuẩn bị bước qua tháng 2 âm lịch á, mà trời u ám vậy nè, giống như là tháng 5, tháng 6 mưa dầm, thời tiết không có nắng đẹp gì chứ. Giờ đi ra vườn để bẻ trái dừa, kiếm trái dừa nào đang làm món tôm luộc nước dừa, giờ để leo bẻ trái dừa coi, kiếm mấy cái dừa lùng lùng leo, mấy dừa cao quá leo không nổi. Trơn quá vậy. Mệt quá. Rớt dũng rồi, lụm lên rồi. Ủa? Bự chảng luôn. Vậy hồi lát mình chặt ra mình bỏ con tôm vô đây luộc. Đốt cái dừa này luôn. Thôi mệt quá. Vô. Giờ đi lấy mấy con tôm lên. Tôm này là tôm càng xanh nè. Tôm này hồi mấy bữa trước nhà ba ông bắt để gọng, giờ nay về thì làm món này. Tôm này là tôm nước ngọt nè, tôm này ở nhà nó vô trong mương á, thì quần Dũng bắt cũng nhiều ạ. Đó, tôm càng xanh còn nhảy sôi sối nè, gọng lâu quá nó chết luôn rồi, còn mấy con sống búng tạch 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 tạch. Tôm này giờ người ta cũng nuôi được đó các bạn, ta nuôi nhiều lắm đó. Giờ để mình chặt cái dừa này, lấy miếng nước uống coi, mệt quá này, còn nhiều để lại bỏ tôm vô luộc. Chặt khéo khéo á, để cho lấy cái mặt lại. Đó, vừa nạo rồi không? Bây giờ uống miếng đây. Này hay vừa mệt quá. Quá đã. Dẹt cho cái miệng nó rộng rộng ra mới được. Mình đốt lửa lên trước để cho nó nóng lên, với lại nó có miếng than nữa, thì mình mới để trái dừa lên mình nướng, mình nướng trái dừa luôn, còn nước dừa ở trong á
mình bỏ con tôm vô trái dừa. Trái dừa này nóng lên làm cho tôm chín. Gỗ tôm của mình nè. Thì cái món tôm mà luộc trong trái dừa này á thì chắc ít ai làm. Ở nhà hàng quán ăn á thì cũng có món tôm luộc trái dừa này. Nhưng mà tôm người ta luộc sẵn rồi, người ta mới máng lên trái dừa. Người ta đốt cồn lên á. Chứ còn luộc vào bằng trái dừa này thì ít ai làm. Giờ để mấy con tôm này vô. Trái dừa này chắc để được vài con tôm quá. Không có nhiều được. Tại tôm mình nó cũng hơi bự. Để tôm vô. Ái da kẹp. Ái da. Kẹp cũng đau lắm á. Sự cố, sự cố. Để mấy con nhỏ nhỏ này vô nè. Đó. Dễ văng nước luôn. Món tôm mà luộc trong trái dừa này thì nó ngọt thì phải biết rồi đó. Nước dừa đã ngọt rồi. Tôm xong nữa. Nãy giờ được mấy con rồi ta? 4 con. Này món này luộc chắc cũng lâu chín lắm. Tại để mà đốt nóng cái dừa này chắc cỡ nửa tiếng đồng hồ, không biết nó nóng chưa nữa. Đốt hết thước củi. Cho vô được nhiêu dừa. Tôm này là tôm nước ngọt nè. Chỉ có trong nước ngọt mới có thôi. Dạ được rồi, mình để cho dừa mình lên mình nướng thôi. Ai da, nóng quá. Lấy cái miệng cái mặt dừa nãy nè, mình chặt nè, đậy lại. Nước bề nào của nó đây. Đúng rồi. Bây giờ mình đốt cái dừa này một hồi là nó đen thù lùi luôn. Chín cái dừa này mới tôm mới chín. Thì cái món dừa mà đốt lên vậy á thì hồi xưa cũng có làm bỏ rau má vô á, rồi mình nấu những cái dừa này vậy nè, y gan vậy luôn nè, để mình uống cho nó mát á. Thì tôm này ở nhà ba bắt cho nên là làm cái món lạ lạ cho ba không ăn, cha không ăn. Mấy món này thì chỉ có ở nhà hàng mới có thôi, chứ bình thường ít ai làm lắm. Người ta chặt cái dừa người ta luộc cho lẹ, đổ vô nồi luộc cho lẹ chứ nấu gì lâu lắm. Mình thì mình làm mấy món này cho nó lạ, chứ nếu mà đổ vô nồi luộc á thì ăn thì nó ngon, nhưng mà quay phim thì đâu có gì đâu hấp dẫn. Luộc hồi không biết có nổ cái dừa này không, nổ banh xác. Nãy để vô mớ tôm rồi, còn mớ nè, để không hết. Thì cái mấy con này hồi lát mình nướng ở ngoài, mình sẽ so sánh giữa cái món tôm mà nướng vậy nè, tôm càng nướng than, với lại cái món là tôm luộc trái dừa, cái nào cũng ngon hơn nha các bạn. Tôm này thì ăn với lại muối tiêu chanh là ngon nhất. Tôm luộc, tôm nướng chấm muối tiêu chanh, quá ngon. Giờ đi làm muối thôi, đợi lửa ở đây đốt cho chín trái dừa. Nước trong cái dừa sôi lên là tôm chín nè, tôm rất là nhanh chín. Trong đợi kết quả không biết sao đây.
Các bạn đã có bạn nào ăn tôm luộc cái trái dừa này chưa ta? Tôm càng xanh bắt ở nhà luộc cái dừa ở nhà thử coi nó đã hay không. Sau 10 phút đốt lửa thì cái món tôm của mình nó vẫn chưa đi đến đâu, trái dừa bắt đầu nó cháy đen ngoài chân rồi nè. Sợ một hồi nó lủng cái trái dừa này nó rớt tôm ra ngoài luôn, tắt lửa luôn. Nước ở trong trái dừa nó vẫn chưa sôi nữa, làm này cái bộ hơi lâu rồi nha. Ăn thì chắc chắn là ngon rồi, tôm mà có nước dừa nó là ngon rồi, mà làm một hồi không biết có thành công hay không. Thành công thì mới ngon được. Nãy giờ 20 phút mà vẫn chưa thấy thấm thía gì hết, cái dừa nó mới ấm ấm lên nè. Làm món này giống như tôm ngộ không mà bị bắt bỏ trong lò luyện tiên đơn. Nấu 7-7-49 ngày dở ra còn y thinh. Nãy giờ nó cũng vậy đó, không có thấm thía gì nó hết. Hồi cháy hết trái dừa không biết nó chín không nữa nè. Đợi mấy con tôm mà luộc trái dừa này lâu quá, giờ nướng ăn trước. Tôm này mà nướng lẹ hơn là luộc trái dừa này nhiều. Tôm mà nướng lẹ chín lắm à, phải không? Đỏ tươi liền. Nãy giờ mà để luộc cái mớ tôm này là nướng cho cả 20 kg tôm dám chín luôn. Mất thời gian. Ai rảnh thì làm món này ăn được, kiên nhẫn thì làm được. Cái màu tôm nướng nó đẹp không các bạn? Mùi tôm nướng nó thơm, màu đẹp nữa. Tôm mà nướng vừa chín là ăn được rồi, nướng mà khô quá ăn không ngon. Vậy là gần ăn được rồi đó. Mấy con tôm mình nướng xong rồi đó, chín đỏ tươi hết rồi đó. Giờ để mình dở thử ra cái mấy con tôm luộc của nó như thế nào rồi nha. Cũng nóng dữ lắm. Đó. Rồi chín luôn rồi đó, đỏ tươi rồi đó. Nè thấy không? Mấy con tôm mình bỏ vô dừa mình nấu nãy giờ với dừa tiêu hết trơn rồi đó. Mà nó cũng chín luôn. Giờ gấp ra thôi. Cái trái dừa này mà nếu mà nó sôi lên là dữ lắm rồi. Nó chỉ nóng lên để nóng để chín tôm được thôi. Tôm mà mình nó đỏ lên là chín rồi. Quá ngon. Bốc khói luôn chứ đâu phải giỡn đâu. Hết rồi. Đây. Đây là thành quả cái dĩa tôm luộc nước dừa. Tôm luộc trái dừa của mình. Và đây là cái dĩa tôm nướng. Giờ đem đi thưởng thức coi. Sau gần 1 tiếng đốt lửa thì trái dừa nó như thế này đây. Đó, tôm mình lấy ra hết rồi đó. Giờ đem qua đây thưởng thức. Hai dĩa tôm quá hấp dẫn. Tôm này các bạn ở trên thành phố mua cũng được nữa. Mua làm món này ăn thử đi, thử coi nó ngon không. Chứ thấy là hấp dẫn rồi đó. Nè, cái muối tiêu chanh làm rồi nè.
giờ thử thưởng thức một con tôm luộc nước dừa còn nóng lắm. Lột tôm này phải dùng tay nè, ông nào mà lấy đũa được lột được tôi cũng khen hay đó. Thịt tôm thịt chắc nụi à. Ê đi ra. Mấy con chó nhỏ này, chó nít quậy lắm. À, các bạn thấy không, thịt tôm chín đỏ tươi, chấm một miếng muối tiêu chanh coi. Quá đã. Trời ơi, quá ngọt, ngọt nước dừa. Cắt ăn luôn cái đầu tôm. Ừ. Ta luộc giấm rồi ha. Kia mình làm luộc dừa ha. Nó hơi độc đáo một chút. Rất là ngon. Có lon bia nữa không? Quá hợp. Nhà ăn mấy cha con nướng tôm ăn thôi, luộc tôm ăn. Chứ không có uống bia. Món này phải có bia mới đã. Ngon ba. Quá. Wow. Bắt mương dũng nhà lên mình ăn đó thì có rất là có ý nghĩa. Ai đi mua thì cũng được mà nó không có ý nghĩa bằng bắt ở nhà lá vườn. Ăn dân giả giữa ngoài vườn cũng rất là hợp. Hợp bản chất của nông dân. Đó. Chấm một miếng muối tiêu chanh quất. Quá ngon các bạn ơi, mời các bạn thưởng thức ha. Bây giờ là tới cái tôm nướng nè. Tôm nướng này nướng cái vỏ trái trái đen đen về là được rồi. Đó, gạch tôm nè. Tôm đã tươi thấy không? Gà tôm này ai biết ăn thì ăn được, còn ai yếu yếu bụng thì ăn nguy hiểm lắm. Một buổi trưa nướng tôm ăn, luộc tôm ăn, món tôm càng xanh này ăn rất là ngon. À, thịt tôm nè, chấm một miếng muối tiêu chanh. À, thơm quá. Muối tiêu mặn mặn chua chua ha. Thịt tôm thì nó ngọt nữa, mà tôm này nó chắc thịt nữa, quá đã luôn. Các bạn có thấy thích không? Nếu mà thấy thích những món ăn này á thì mời các bạn về miền Tây để được thưởng thức những món này. Những món ăn tuy rất là dân dã nhưng mà phải nói là rất là ngon. Đây là hai dĩa tôm, quá ngon. Luộc bằng trái dừa cũng ngon. Mà tôm nướng than thì cũng ngon luôn. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nếu mà thấy thích những món ăn vậy á thì nhớ đăng ký kênh của mình để xem thêm nha các bạn.
Thơm không? Thơm rồi, cái gà ấy nè. Như gà ấy nè. Chắc gà chắc. Tôm mà quan tôm cũng phải rửa nước cho nó hậu hợp. Bắt nó không có bị lột. Nếu nó bắt không có đúng nước nó cũng bị lột, nó cũng không ngon. Nhà có mấy cái mương à, nên là quần được có nhiêu tôm đây nè. Hồi lúc trước thì quần tôm nhiều lắm, bán. Còn bây giờ thì chỉ bắt rồi ăn thôi, tại vì có còn ít lắm. Bán thì cũng mấy trăm ngàn vậy thôi, để ăn nó ngon hơn.